cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu. Vậy mà tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một ai mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến đây đến từ đây. Điều mà em luôn yêu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi luôn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều mang trái, đằng sau lưng em vẫn là anh đã yêu thương em. Dù thời gian mình muốn rời đôi những lời yêu thương rồi đơn. Chỉ là em chẳng thể nào để ý được cho em ra đây dù bên người. Thì chỉ đôi nơi anh mà đôi đi có thể đi.
ngay vì